xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì nói chung là hôm nay mình được nghỉ lễ các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 là ngày lễ của giáo viên. Đấy, cho nên là mình được nghỉ một ngày và mình sẽ tranh thủ để mà làm một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ cho các bạn nha. Rồi, và nội dung mà mình chia sẻ trong cái video hôm nay đó chính là cách mà các bạn có thể phân biệt giữa hamster Winter White với lại là hamster Campbell nha. Thì nói chung là cái nội dung này thì có rất là nhiều bạn gọi là hỏi mình luôn, mình chưa có thời gian để làm video cho các bạn. Hôm nay mình sẵn tiện có ba con chuột Campbell của chị khách mình nè, ấy với lại con Winter White của mình. Mình sẽ chia sẻ những cái bước cơ bản nhất đó, những cái cách cơ bản nhất để mà các bạn có thể phân biệt giữa con chuột dòng Winter White với lại Campbell nha. Tại vì giữa hai cái dòng chuột này á thì cái ngoại hình nó giống nhau, rất là giống nha các bạn, khoảng 99,9%. Đấy, rất là giống nhau luôn. Từ cái cơ thể rồi màu rồi thì nó cũng khá là giống nhau. Đó, cái size của nó cũng bằng nhau luôn nha các bạn. Đấy, vì thế là các bạn nào mà mới nuôi lần đầu á thì chắc chắn là các bạn nó sẽ dễ bị nhầm lẫn. Còn những bạn nào mà nuôi lâu á thì có thể nhìn vào một phát là biết luôn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để phân biệt giữa hai dòng này để cho những bạn nào mà mới nuôi lần đầu thì các bạn có thể gọi là dễ dàng gọi là phân biệt ra hai loại để mà các bạn ra shop mua thì nó sẽ chính xác hơn. Vậy thôi, các bạn muốn nuôi cái dòng Winter White nó hiền các bạn có thể nuôi dễ dàng hơn, nhưng mà các bạn ra các bạn mua nhầm ngay con Campbell về mà nó phập các bạn vài phát là nói chung là chảy máu siro luôn đấy. Đó. Rồi. Và bây giờ mình sẽ có ba cái con chuột Campbell này của chị khách mình. Đó, thì ba con này thì nói chung là chiều nay chị khách mình sẽ lại lấy đem về nha. Chị đó gửi nhà mình vài ngày để đi về quê thôi. Còn đây là con sóc của mình nè. Đó, con sóc Winter White của mình. Đấy, mình thì nhà mình nuôi Winter White thôi à. Đó, chứ mình không có nuôi Campbell nữa. Ba con Campbell hôm trước mình có làm cái video về chia sẻ thuần hamster Campbell á, các bạn nào chưa xem thì xem lại nha. Mới đăng hôm kia thôi à. Đấy, ba con này rất là hung dữ luôn. Đó, còn con sóc của mình thì các bạn cũng đã biết trong một vài video rồi đúng không? Đây nó đây. Con sóc này thì nó rất là hiền. Đó giờ hình như là nó chưa cắn mình lần nào luôn các bạn. Con này thì màu lông rất là đẹp luôn. Đó, cũng hơi mập một tí. Con này là con cái nha các bạn. Đấy, ba con Campbell kia cũng là cái luôn. Rồi, và mình sẽ là chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể phân biệt giữa Winter White với lại Campbell dễ dàng nhất nha. Đấy, những cái gọi là những cái cách cơ bản thôi để cho những bạn nào mà mới nuôi á thì các bạn có thể gọi là phân biệt dễ dàng hơn một tí. Thì cái cách mà đơn giản nhất á là các bạn hãy coi cái tính tình của nó. Đấy, cách cơ bản nhất là tính tình của nó. Thì đối với con dòng Winter White, hamster Winter White á thì cái tính tình nó rất là hiền. Đấy, các bạn có thể bắt lên dễ dàng luôn. Đấy, nựng thoải mái luôn. Nó chả có cắn gì hết. Đấy, rất là hiền nha. Winter White thì tính tình nó rất là hiền, chỉ trừ một vài con nó cái gọi là cái tính của nó khác thường tí thì nó mới gọi là hung dữ thôi. Còn đa số Winter White rất là hiền. Đấy. Rất là dễ thương luôn, các bạn mua về không cần thần gì hết, chỉ cần cho nó ăn rồi nuôi rồi nựng nó thoải mái luôn, rất là dễ thương luôn nha. Đó. Cái thứ nhất là tính tình của nó. Còn đối với Campbell thì các bạn đã biết rồi đúng không? Đấy, rất là hung dữ luôn. Mình bắt lên như thế này có thể là nó sẽ cắn mình luôn á. Và thậm chí mình muốn bắt nó lên thì mình phải dùng một cái chén gì đó mà để mà mình vớt nó lên, chứ không thể nào mà bắt tay bình thường như thế này được. Đó, đó chính là cái thứ nhất là về cái tính tình giữa hai dòng này. Đấy, và cái đó thì cũng là cách mà các bạn có thể phân biệt dễ dàng nhất. Rồi. Và cái thứ hai đó chính là các bạn coi con mắt nha. Con mắt đặc biệt á là con Winter White các bạn thì con mắt nó sẽ rất là tròn. Đó. Nó tròn mà nó to hơn cái con Campbell rất là nhiều. Mình để ý từ lúc mà mình nuôi Campbell tới bây giờ luôn á là mình để ý rất là nhiều con là con Winter White mắt nó rất là tròn nè. Đấy. Và mình nhìn vô con mắt của nó thì mình thấy nó rất là gọi là tỏ ra cái sự thân thiện. Đấy. Rất là hiền, thân thiện. Đấy. Đây là Winter White ha. Đó. Ở dưới kia mình cũng có mấy con Winter White thì mắt nó cũng khá là to, to hơn Campbell rất là nhiều. Thì đối với Campbell á thì các bạn nhìn vào con mắt nó nha. Đấy. Con mắt của nó sẽ nhỏ hơn cái con Winter White khá là nhiều. Và con mắt nó làm như dạng như là nó hơi bị híp híp, nó hơi bị cái đuôi nó hơi nhọn nhọn tí các bạn. Đấy, nhìn vô rất là hung dữ luôn. Đó, nhìn con mắt thôi là biết bản tính của nó rồi. Đó là cách thứ hai. Cách này thì nói chung thì nó cũng hơi khó phân biệt so với cách thứ nhất nha. Cách thứ nhất là tính tình là dễ phân biệt nhất luôn. Con này thì nó khá là hiền hơn hai con kia cho nên mình mới bắt gì được nha các bạn. Hai con kia mình bắt lên nó cắn mình luôn á. Hai con kia hung lắm. Và rồi một cái nữa mà để cho các bạn dễ dàng phân biệt giữa hai cái dòng này, đó chính là các bạn xem cái khuôn mặt của nó nha. Đây. Đối với cái khuôn mặt của cái con Campbell các bạn thì theo mình thấy là nó sẽ nhỏ hơn cái con Winter White khá là nhiều các bạn. Đây. Cái mặt nó sẽ nhỏ hơn. Đó. Và nhìn vô là thấy nó rất là hung luôn. Đấy, đặc biệt là cái dòng Campbell. Đó. Còn đối với cái con Winter White á thì cái mặt nó sẽ to hơn. Đây. Nó sẽ to hơn và nhìn vô và nó rất là dễ thương luôn. Đó, nhìn vô cái mặt nó thấy rất là hiền luôn. Đấy. Rồi, và một cái nữa là các bạn coi
cái miệng của nó nha, cái mõm của nó. Đối với cái con Campbell á thì cái mõm của nó sẽ dài hơn các bạn, nó sẽ nhọn. Nó sẽ gọi là các bạn nhìn xéo xéo á thì các bạn nó sẽ thấy là nó nhọn nha. Con này nó nhoi quá mình khó quay quá. Nó sẽ nhọn hơn cái con Winter Wild các bạn. Đây. Đó, các bạn lại shop các bạn lựa thì các bạn nhìn nó sẽ dễ hơn. Còn mình quay trên video thì mấy con chuột nó nhoi các bạn sẽ khó thấy một tí. Đó, đối với Campbell thì cái miệng nó sẽ nhọn nha. Còn đối với Winter Wild á, thì cái miệng nó sẽ gọi là bầu bầu. Và nó có phần là nó gọi là cụp xuống một tí. Đấy, miệng nó sẽ bầu chứ nó không có nhọn như là con Winter Campbell nha. Nó không có nhọn như là con Campbell. Còn đối với cái màu lông á, thì có nhiều bạn hỏi mình á, là phân biệt giữa hai cái dòng này mà dựa theo cái màu lông á, thì có phân biệt được hay là không. Thì theo mình thấy á, thì các bạn đừng có nên phân biệt màu lông. Tại vì hamster bây giờ người ta cho lai ghép được rất là nhiều và màu lông của nó rất là đa dạng. Và các bạn mà phân biệt giữa dòng Campbell với Winter Wild và màu lông á, thì các bạn sẽ rất là khó. Tại vì cái con sóc này nè, đấy, ví dụ như là cái màu lông sóc này nè, thì Winter Wild nó cũng có cái màu lông sóc này và Campbell nó cũng có cái màu lông sóc này. Đấy, cho nên là các bạn rất là khó phân biệt luôn. Đó. Còn đặc biệt á, là cái màu trắng này nè, những con hamster mà có màu trắng tinh như là con trời này nè là chắc chắn là Campbell nha. Đó, còn Winter Wild thì nó không có cái màu trắng tinh gì đâu. Không biết ở trên thị trường hiện tại thì người ta có like ra cái con Winter Wild nào mà màu trắng tinh như thế hay là không. Chứ hồi đó giờ mình nuôi thì mình chưa thấy con Winter Wild nào mà có màu trắng gì hết. Đấy, Win màu trắng hết như thế là Campbell 100% nha các bạn. Rồi, và đó là những cách cơ bản mà cho các bạn dễ dàng phân biệt giữa dòng Winter Wild với dòng Campbell. Để cho các bạn mua hamster thì các bạn có thể phân biệt dễ dàng hơn. Và các bạn mua đúng dòng và hamster mà các bạn muốn nuôi nha. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Đó, hôm nay thì mình được ngày lễ cho nên làm một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ cho các bạn nha. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.